Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Brighton và câu lạc bộ Liverpool. Đây là trận đấu thuộc FA Cup và sẽ được diễn ra vào lúc 20:30 ngày 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Brighton sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì trận đấu này hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng. Mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do Liverpool sẽ chấp Brighton. Và cũng có mức kèo phụ khác là chủ nhà Brighton sẽ chấp ngược lại Liverpool. Tuy nhiên thì cái bàn thắng của Brighton nó sẽ cao hơn một chút. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái 2,75 và 3,25 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm vào đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Brighton và Liverpool thì Brighton thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Liverpool. 5 trận thi đấu gần nhất của Brighton thì Brighton thắng 3, hòa 1 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì Liverpool thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn kèo Brighton đồng banh ở trận đấu này. Hoặc là các bạn có thể là lựa kèo Brighton được chấp 0,25. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực và chiều sau đội hình ở trận đấu này thì mình thấy là Brighton họ cũng không thua kém gì Liverpool nữa các bạn. Thứ hai, ở trận đấu này Brighton được đá trên sân nhà của mình, một cái điểm tựa khá là vững chắc ở thời hiện tại. Và thứ ba, nó thì chọn mức kèo đồng hay kèo phụ được chấp. Nếu như mà hai đã có hòa nhau ở 90 phút chính thức thì chúng ta chọn cổ Brighton, chúng ta cũng từ quay kèo đến thắng là nửa kèo mà thôi. Và nếu mà xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu hiện tại á, thì thậm chí là Brighton họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Liverpool nữa. Ở mùa giải năm nay cũng như là thời gian gần đây nhất thì Liverpool đang rất là sa sút và thi đấu không mấy thực sự là hiệu quả. Thì biết đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho Brighton đang có phong độ ổn định một lần nữa đá bại được Liverpool và tiến vào vòng tiếp theo của FA Cup thì sao. Cho nên trận đấu này bắt đầu tôi tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Brighton đồng banh hoặc được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 3,25. Thì giờ những lần mà hai đội gặp nhau trước đây á, thì mình thấy là hai đội đều rất có duyên với mạng lưới cầu thủ của mình và thường là từ 3 bàn trở lên. Mặc dù là Liverpool đang mất phong độ, tuy nhiên thì họ cũng có dàn cầu thủ ghi bàn chất lượng. Mình nghĩ trận đấu này hai đội sẽ cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt và có từ 3 bàn trở lên. Trận đấu này thì nếu như mà tại 3 hay là tại 3,25 á, thì các bạn khoan hảo vào nha. Các bạn xem cho đá tầm khoảng 10 đến 15 phút đi. Nếu mà chưa có bàn thắng thì lúc đó cái mức tài xỉu nó hạ còn từ 3 trái hoặc là 2,75 á, thì lúc đó các bạn thả nền vào tài cho nó an toàn hơn nha. Tại vì cái thực lực của hai đội bóng này nó cũng không quá trên là đâu, mình nghĩ nó cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu các bạn. Các bạn cứ canh cho tài hạ thì vào, tại vì trận đấu này đá cũng khá là sớm cho nên là chúng ta có thể là dễ dàng mà canh được nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và xỉu một trái, thì mình nghĩ là với thực lực của mình cộng với điểm tựa sân nhà và phong độ ổn định hơn, hiệu suất của bạn thời gian đây cũng khá là tốt, thì Brighton họ sẽ có bàn dẫn trước, thậm chí là hai bàn. Thì hiệp 1 các bạn chọn kèo Brighton đồng banh và đã tài 2,1 thì vào nha. Tới bàn trận đấu chốt kèo là chọn cửa Brighton đồng banh hoặc được chấp và đã tài hạ dưới 3 thì vào. Ở hiệp 1 thì cũng chọn Brighton để tài hạ dưới 1 thì vào. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.